Chắc các bạn đang tự hỏi như tiêu đề video ấy thì ông vật vờ đâu. Tại sao lại thằng này? Ê ê Tú, cóp tranh cái này cái. Thằng Tí đâu rồi? Ra đây cóp tranh cái video cái xong rồi xem anh với. Đúng rồi đấy, mình là thằng cóp video cho ông ấy mà. Và như các bạn đã thấy thì cái cách mà chúng ta lưu trữ video ấy thì nó rất là quan trọng, tại vì máy móc có thể mất được. Mình mất cái máy con 7 Plus rồi. Bây giờ mình mua iPhone X thì những cái dữ liệu trong máy nó đã đi theo cái con 7 Plus rồi. Thì chúng ta buộc phải tìm cho mình một cái giải pháp lưu trữ ở trên đám mây để nó được an toàn hơn. Và mình sử dụng đó là WD My Cloud Home. Với phiên bản này thì việc mình xử lý ở nhà công việc nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đầu tiên là phải nói về cái thiết kế của nó đã. Tại vì với mình cái gì cũng phải đẹp. Mình có thể trưng lên bàn như ở đây các bạn đang thấy thì nó rất là đẹp. Và ngôn ngữ thiết kế năm nay của WD làm ổ cứng thì nó chia thành hai phần. Ở phần phía trên này chúng ta sẽ có rất nhiều cái khe để tản nhiệt, tuy nhiên nó sẽ không có qua tản nhiệt. Và phần phía dưới được làm các họa tiết hình tam giác này, trông cũng rất là đẹp và nó màu bạc. Ở đây thì mình chọn phiên bản màu trắng. Ở mặt trước chúng ta sẽ có một cái đèn dải đèn LED chia đôi ở đây ra để có thể thông báo trạng thái là nó đã kết nối nguồn hay chưa, đã kết nối mạng hay chưa. Và ở phía sau chúng ta sẽ có một cổng nguồn này, một cổng USB 3.0 và một cổng mạng LAN. Và để có thể thiết lập thì mình sẽ tải ứng dụng là My Cloud Home ở trên PC, Android hay là iOS. Ngoài ra thì các bạn có thể duyệt file thông qua website chứ không nhất thiết là phải cài app vào. Tuy nhiên thì với Windows thì mình cài hẳn ứng dụng My Cloud Home vào để có thể đồng bộ và nó tạo ra một cái file ở trong máy tính luôn để mình có thể xử lý video một cách đơn giản và dễ dàng. Ngoài ra thì cái việc chia sẻ như là có video 4K phải nhanh hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ có một cổng USB 3.0 ở mặt sau, tuy nhiên thì mình mới mò ra cái tính năng đó là cái copy dữ liệu vào thôi. Tức nghĩa là ngay khi bạn cắm cái USB vào mặt sau của cái ổ cứng này thì nó sẽ hỏi bạn là có muốn copy dữ liệu từ trong ổ cứng vào cái ổ cứng to này hay không. Thì cái tốc độ của nó là USB 3.0, 5GB một giây, tức là tốc độ thì copy cũng khá là nhanh. Với chiếc WD My Cloud Home này thì có rất nhiều dung lượng cho các bạn có thể lựa chọn. Nhỏ nhất là 2T, còn nhiều nhất là chúng ta sẽ có tới 20T. Và tại sao mình lại nói nó lại phù hợp để sử dụng trong gia đình hơn là việc chúng ta sử dụng những cái dịch vụ lưu trữ đám mây như là Google Drive hay là OneDrive? Thì thứ nhất, nó do là phần cứng chúng ta kết nối trực tiếp vào modem Wi-Fi nên tốc độ khi chúng ta truy xuất file ở trong cái ổ cứng này ấy, thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc là download file từ trên các ứng dụng như là Google Drive hay là OneDrive về. Tại vì chúng ta kết nối vào chung một mạng Wi-Fi mà, và lúc ấy sẽ có thể truy cập từ cùng mạng LAN hay là truy cập qua Wi-Fi thì nó sẽ cho tốc độ nhanh hơn. Nhưng mình có thử nghiệm mà cóp cùng với mạng LAN ấy thì nó lên tới khoảng 60 mấy mê lận. Và ngoài ra khi chúng ta mà có cái Wi-Fi công nghệ mới là hỗ trợ 5GHz ấy thì việc truyền file giữa cái ổ cứng WD My Cloud Home với điện thoại hay là với những chiếc laptop của chúng ta qua Wi-Fi thì tốc độ của nó cũng sẽ nhanh hơn so với việc là chúng ta tải về từ trên cloud. Điểm thứ hai đó là cái ổ cứng này chúng ta có thể lưu trữ được những dữ liệu từ trên Google Drive về này, OneDrive về, tức là những cái cloud khác mà cái ổ cứng này có hỗ trợ. Nó sẽ còn hỗ trợ chúng ta là tải dữ liệu ở trên Facebook hay là ở trên Instagram. Thứ ba là việc sử dụng cái ổ này truy cập rất là đơn giản và dễ dàng. Khi mình sử dụng với Windows thì mình chỉ cần tạo ra một cái ổ đấy và copy dữ liệu vào thôi. Tất cả những cái dữ liệu ở đây thì đều không được share với cả người khác, không được chia sẻ với người khác. Và chỉ có một cái folder chung dành cho mọi người, đó là folder Family. Thì khi copy vào folder này, những ai có đăng ký tài khoản thì đều có thể truy cập vào cái folder này. Và nếu mà họ muốn truy cập riêng thì tất nhiên chỉ copy ra ngoài thư mục Family đấy là xong. Điểm thứ tư đó là việc chia sẻ file cũng rất đơn giản và dễ dàng. Giống như kiểu Google Drive, các bạn chỉ cần copy cái link của cái folder hay là cái file mà bạn muốn chia sẻ gửi cho người khác, thế là xong. Thì ở đây các bạn cũng có thể hoàn toàn làm như vậy. Tất nhiên là nó sẽ ít tính năng hơn so với Google Drive, nhưng chúng ta không thể cho người ta là chỉ xem thôi hay là chỉ chỉnh sửa, mà đây sẽ chỉ là chia sẻ file, tức là họ có thể toàn quyền sử dụng cái file đó, có thể download về, có thể xem, có thể chỉnh sửa. Những cái video mà mình đã quay, mình muốn chia sẻ với sếp mình chẳng hạn, thì mình chỉ việc copy file vào trong ổ cứng này, chia sẻ một cái đường link cho ông sếp mình, thế là xong. Điểm thứ năm đó là nó hỗ trợ đồng bộ rất tốt. Ví dụ như các bạn đang sử dụng Google Drive, các bạn sẽ phải bỏ thêm một khoản tiền để có thể lưu trữ toàn bộ những cái hình ảnh ở độ phân giải cao nhất hay là ngoài iCloud chẳng hạn. Thì tất nhiên là khi chúng ta muốn sử dụng thì lại phải tải về và lúc nào cũng cần phải có mạng. Thì với WD My Cloud, khi ở nhà mà mất mạng chẳng hạn thì các bạn vẫn có thể truy cập vào hình ảnh ở trong ổ cứng này thông qua Wi-Fi hay là thông qua mạng dây. Và cái tốc độ truy cập của nó rất là nhanh và toàn bộ file lưu trữ ở đây đều là file với độ phân giải gốc. Và như vừa rồi mình có đi làm thì những cái file hình ảnh mình chỉ cần chụp ảnh thôi, toàn bộ ảnh nó sẽ tự động đồng bộ lên đây. Và những cái bạn editor ở nhà có thể tự vào cái folder đó để xem có những cái ảnh gì mới, những video gì mới được cập nhật ở đó, có thể lấy ra làm rất là nhanh. Tuy nhiên thì cái tính năng đồng bộ này các bạn chỉ có thể là bật hay tắt, và có thể chọn là có đồng bộ qua 3G, 4G hay không. Và nó sẽ không có tính năng là hẹn giờ để backup. Ví dụ như là mình muốn nó sẽ đồng bộ vào lúc buổi tối chẳng hạn thì mình không thể làm điều đó, và lúc nào ngay khi có ảnh mới, video mới hay file mới nó sẽ đồng bộ lên. Và lúc đấy mà mình đang ở ngoài thì nó khá là tốn pin cho cái điện thoại của mình. Thứ 6 đó là WD cũng cung cấp khá là nhiều ứng dụng để các bạn có thể sử dụng. Có một cái ứng dụng là để backup dữ liệu từ WD My Cloud Home này sang các ổ cứng khác.
hay là upload data từ trong ổ cứng lên trên các dịch vụ của đám mây để đảm bảo dữ liệu của bạn được an toàn hơn, hay là có những ứng dụng để kiểm tra cái tình trạng của ổ cứng để xem là nó hoạt động như thế nào, có đã cần phải bảo hành và thay thế hay chưa. Tuy nhiên thì giải pháp nào nó cũng có điểm yếu, và khi mà mình sử dụng cái ổ cứng này thì mình cũng phát hiện ra một vài điểm yếu của nó. Thứ nhất là khi mình ra ngoài ấy, thì nếu mà sử dụng với các ứng dụng cloud như Google Drive thì nó sẽ chỉ phụ thuộc vào tốc độ mạng của bạn mà thôi, tại vì cái tốc độ ổ cứng bên kia rất là nhanh. Tuy nhiên thì nó sẽ phụ thuộc vào tốc độ đường truyền của bạn là 4G có nhanh hay không, và đặc biệt là cái tốc độ ở nhà ấy, mạng nó có upload nhanh hay không thì chúng ta mới có thể sử dụng với cái ổ cứng này một cách nhanh chóng và tiện lợi được. Hay là cái thứ hai thì mất điện cái là mình tèo luôn. Với các ứng dụng cloud khác thì làm sao mà có chuyện mất điện được, làm sao có chuyện không truy cập vào Google Drive được, đúng không? Tuy nhiên thì nếu nhà bạn mất điện thì cái ổ cứng này gần như là chúng ta không thể truy cập được. Hay là ổ cứng này mà có mất mạng ấy thì cũng chịu luôn, tại vì lúc đó bạn sẽ phải phụ thuộc vào hai đường mạng. Thứ ba là đây vẫn là phần cứng nên là nó có thể đột tử bất cứ lúc nào, vậy nên là các bạn cần phải có một cái giải pháp nào đó để backup. Như VKD có cho chúng ta một cái giải pháp backup qua một cái ổ cứng khác, hay là backup lên trên một cái ứng dụng cloud khác để chúng ta đảm bảo cái dữ liệu một cách an toàn nhất. Tất nhiên là lúc này chi phí bỏ ra nó sẽ cao hơn, tuy nhiên thì với cái dữ liệu mà nó quan trọng ấy thì các bạn cần nên phải làm điều này để đảm bảo cho nó được an toàn và bảo mật nhất. Và trên đây thì mình đã cùng các bạn chia sẻ cách mà để bọn mình có thể lưu trữ video, chia sẻ video với mọi người ở trong cùng công ty, cũng như là copy file cho Vinh Show. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Các bạn sẽ lựa chọn cho mình một cái giải pháp lưu trữ phần cứng như này để có tốc độ lưu trữ khi chúng ta ở nhà hay là ở công ty nhanh hơn, hay là lựa chọn cho mình một cái giải pháp là sử dụng lên cloud để đảm bảo dữ liệu chúng ta đúng là cũng được thông suốt, tuy nhiên là sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn? Mời các bạn comment chia sẻ ý kiến của mình bên dưới. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.